Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhất là tại thành phố Bạc Liêu, rộ lên tình trạng các đối tượng gọi điện thoại đến một số cơ sở sản xuất kinh doanh tự xưng là cán bộ thuế để yêu cầu cung cấp thông tin về giấy phép kinh doanh, căn cứ công dân, số tài khoản ngân hàng và truy cập đường link lạ để được hướng dẫn miễn giảm thuế. Ngoài ra, các đối tượng còn đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh mua sách tài liệu hướng dẫn về chính sách thuế, cài đặt phần mềm về thuế, hướng dẫn khai thuế. Thậm chí, một số đối tượng còn xâm nhập vào tài khoản của người nộp thuế để rút tiền gây hoang mang cho người nộp thuế. Cục thuế tỉnh khẳng định tất cả những hành vi này đều là lừa đảo. Bằng hình thức gọi điện trực tiếp, sau đó là kết nối qua Zalo, một đối tượng tự xưng là cán bộ thuế của Chi cục thuế thành phố Bạc Liêu đề nghị anh Lê Chí Nghiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Win Bạc Liêu, phường 1 thành phố Bạc Liêu, chụp và cung cấp giấy phép kinh doanh, căn cứ công dân để hướng dẫn một số thủ tục về thuế. Nhằm tạo niềm tin, đối tượng còn hẹn ngày giờ cụ thể với anh Nghiêm đến Chi cục thuế thành phố Bạc Liêu để làm việc. Đối tượng này thì nắm hết rõ thông tin của mình. Khi liên hệ tới thì họ dựng sẵn những câu chuyện để cho mình dễ mắc lừa. Thì sau đó thì mới kết nối Zalo là qua một cái tài khoản khác là cũng là mạo danh là trưởng phòng. Thì lúc đó thì lên thì họ cũng tìm mọi cách để họ khai thác thông tin của mình và muốn đăng nhập với cái hệ thống điện thoại của mình đó. Trong hơn nửa tháng qua, anh Phan Tuấn Duy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Duy Khang Bạc Liêu, phường 7 thành phố Bạc Liêu cũng bị đối tượng tự xưng cán bộ thuế của Chi cục thuế thành phố Bạc Liêu gọi điện hai lần. Cũng với thủ đoạn ban đầu gọi điện trực tiếp, sau đó đề nghị kết bạn qua Zalo và gọi video với một người khác để cung cấp giấy phép kinh doanh, căn cứ công dân, số tài khoản ngân hàng và truy cập vào một đường link lạ để cài đặt ứng dụng về thuế. Họ là kêu em là cập nhật thông tin về bên chỗ thuế, cần của em là căn cứ công dân và với giấy phép kinh doanh lên trên thuế rồi họ chỉ cho em là vô kết bạn Zalo để đưa vô đường link để làm để những cái thông tin nào mà kiểu như cho thủ tục lẹ thiệt lẹ để em chỉ lên trên đó em chỉ xác nhận em ký là xong. Mà em cũng đề phòng cho nên em cũng không dám. Cơ quan thuế xác định đây là một cái hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, vận động kịp thời đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Và nhân dịp này tôi cũng đề nghị người nộp thuế khi có yêu cầu khai thác sử dụng các cái ứng dụng, các cái phần mềm của ngành thuế thì nên vào các trang web của ngành thuế để được hướng dẫn và liên hệ với cái số điện thoại của cán bộ thuế đã được đăng ký trước trên hệ thống để được hướng dẫn một cách tận tình, chu đáo. Chi cục thuế thành phố Bạc Liêu cho biết không có chủ trương thực hiện bán bất cứ loại sách hướng dẫn nào về chính sách thuế hay bán bất cứ tài liệu nào khác cho người nộp thuế. Mọi chính sách về thuế được Chi cục thuế tổ chức thông qua các buổi hội nghị tuyên truyền hướng dẫn cho người nộp thuế. Người nộp thuế được cơ quan thuế hướng dẫn tải, cài đặt các ứng dụng về thuế do ngành thuế cung cấp mà không phải tốn bất cứ khoản phí nào. Cơ sở sản xuất kinh doanh cần cảnh giác trước các chiêu thức của các đối tượng lừa đảo. Khi nhận thấy nghi ngờ thì phản ánh ngay với cơ quan thuế hoặc cán bộ thuế quản lý trực tiếp để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Những cái hành vi này đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ngành thuế. Ngành thuế Bạc Liêu là khuyến cáo đến tất cả các người nộp thuế trên địa bàn đó. Khi các đối tượng mà điện thoại trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế cần yêu cầu nêu rõ họ tên, bộ phận hoặc phòng ban đang công tác thuộc cục thuế hay chi cục thuế đó. Rồi sau đó người nộp thuế là chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để xác minh thông tin của người nộp của cán bộ thuế và nội dung công việc của cơ quan thuế triển khai để tránh rơi vào những thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu. Khi mà cán bộ thuế đến trực tiếp liên hệ với làm việc với lại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thì chúng tôi thành lập đoàn ít nhất là phải từ 2 đồng chí trở lên. Và khi đi thì ăn mặc quần áo là trang bị của ngành thuế và có đeo bản tên. Đối với hộ nộp thuế khoán hiện nay, ngành thuế đã ủy nhiệm thu cho bên bưu điện và bên bưu điện khi cử cán bộ đi thu cũng phải đeo bản tên của ngành bưu điện.
Cơ quan thuế cũng khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh cảnh giác và có ý thức bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh để đối tượng xấu lợi dụng lấy cắp thông tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Việc các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ ngành thuế, đề nghị người nộp thuế truy cập vào các đường link để được hướng dẫn về chính sách thuế cũng là một trong những chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.